Rồi, thì mọi người có biết cái câu này không? Trước khi mình nói vào lộ trình mình thấy phải học tùm lum tà la đó, thì nó có một cái câu ở ngoài đời họ nói rất là nhiều, nhưng mà thường thì họ nói nó ở mức độ nó hơi negative, là hơi tiêu cực và nó hơi mỉa. Chẳng hạn như hồi đó có một người thân của mình đang học kiến trúc, đấy, một người thân của mình đang học kiến trúc nhưng mà lại thích vẽ, cho nên là tổ chức một cái show, một cái exhibition đó, một cái triển lãm về vẽ, thì rất là tội cái người thân đó của mình, tại vì bố mẹ của bạn đi coi cái show đó xong thì bố mẹ bạn drop một câu là hình như là một ngày thì sống mà 10 ngày thì chết, tức là đại loại là cái câu mà giống như ông bà hay nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh vậy đó, nghĩa là mình nên tập trung một cái thôi. Thì nó cũng sẽ giống với lại cái câu quote mà ở trong tiếng Anh, họ họ hay nói a jack of all trades is a master of none. Jack là một cái đứa mà nó làm giỏi, không không xin lỗi, nó là đứa làm giỏi. Đâu rồi? Rồi thì mình define, xin lỗi phải check lại cái nghĩa này. Jack chắc là ở đây nghĩa là nè. Jack shit. Mình hỏi ChatGPT đi. ChatGPT coi là cái chữ Jack này trong What does Jack mean? Mình zoom lên ở đây. What does Jack in a Jack of all trade mean? Rồi. Thì nãy mình đang nói luôn cái master of none, thì cái master này là cái người mà hổng hổng có gọi là không có nhất nghệ tinh nhất thân vinh đó. Đấy. Nhưng mà còn cái Jack này nghĩa là gì? Thì là cái Jack này nghĩa là một cái người, một cái thằng ngoài đời thôi, một cái thằng người bình thường, everyday person. Ok. Đấy. Nhưng mà cái cụm này nè, cái cụm of all trade này nghĩa là cái thằng đó nó làm tùm lum nghề hết. Đấy. Thì Jack này là tên cho một cái tên chung chung để tả một cái thằng bình thường, một cái thằng người bình thường, một cái người công nhân, một cái người nhân nhân sự, một cái người nhân lực, một cái thằng người bình thường. Giống cái tên John Doe vậy đó. Thì tại vì chữ Jack là chữ cổ đấy. Thì các bạn sẽ hay thấy cái câu quote này, a jack of all trade, là một cái thằng mày mày cứ lo, là mày bị học tùm lum thứ thì mày chả giỏi cái gì cả. Thì nghe cái này giống như câu chê vậy đó, phải không? Nghe giống câu chê vậy đó. Nhưng mà các bạn có hiểu là cái câu quote này là họ cũng chỉ có lấy một nửa vấn đề ra họ đưa cho mình thôi. Cái câu full của nó mà thường họ không, nhiều người nói cái câu này họ cũng không biết luôn, cái câu full của nó là vậy. A jack of all trade is a master of none, but often times better than a master of one. Ok, thì là một mình biết, ý là mình học tùm lum tà la. Okay. Thì chẳng có giỏi cụ thể một cái nào cả. Nhưng mà thật ra vẫn giỏi hơn. Ý là vẫn 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 khá hơn. Mấy đứa chỉ có giỏi một món. Lúc mà mình biết cái câu full này đó mình rất là shock. Đấy. Tại vì thật ra là cả đời mình nghe mọi người chê chê cái câu này. Mọi người chê là một nghề thì sống mà 10 nghề thì chết, kiểu vậy. Họ hay chê là rồi họ hay bảo là nhất nghệ tinh nhất thông minh. Thật ra thì đấy, cái này nó các bạn có thể xem trên YouTube, nó có nhiều người họ họ cũng đẩy những cái hướng này. Một cái hướng đó là cuộc đời mình, tức là trong lịch sử nhân loại nó có những người làm polymath. Đấy, họ nghĩ là cái này học math này không dính gì đến toán hết. Polymath là những người họ giỏi rất là nhiều môn. Đấy, thì là có những người làm được những chuyện đó, phải không? Mà tiếp theo nữa là cái thực ra cái chuyện mà mình chuyên biệt một cái môn gì đó đó, nó là cái kết quả của cái nền kinh tế mới, như là cái khi mà và trong xã hội hiện đại thì là giống như là cái từng cái loại hình nó đều đòi hỏi mình phải nhảy sâu vô đó, cho nên là thôi thì bây giờ xã hội mỗi người chuyên cái đi đó. Thì nhưng mà cái này nó rất là ngược với lại, các bạn sẽ xem, mình sẽ gửi cho các bạn thêm cái chuyện là cái chuyện mà mình chỉ có làm chuyên một cái không thôi đó, xét ra nó bị ngược với lại cái nature, là cái bản tính của con người. Tại vì não mình nó có khả năng
nối kết nhiều thứ lại. Mình cái này nó chỉ là một hệ lụy của cái kinh tế hiện đại thôi. Nó là chỉ là một cái hướng giải quyết của nền kinh tế hiện đại, nó không nhất thiết là nó trả lời được cho những cái nguyện vọng hay là những cái đam mê của cá nhân. Đấy, cho nên là cái câu cốt này rất là xưa rồi, và thật ra nó của Shakespeare. Thì cái này mới là câu full mọi người. Nó vẫn mình không nhất thiết là phải giỏi một thứ, nhưng mà mình học tùm lum tà la, người ta chê mình là bị dàn trải, nhưng mà nó vẫn đây là trong một cái quan điểm của họ, thì nó vẫn khá hơn là chỉ có giỏi một món. Rồi thì mình nói cái điều đó là tại vì chắc chắn là lúc mình đi vào trong con đường của tech art, các bạn thấy là lúc nãy Sơn phải cổ vũ các bạn là các bạn thấy nó không tới đâu đúng không? Không tới đâu, nhưng mà nó vẫn là cái may mắn là cuộc đời bây giờ nó vẫn vẫn cần những cái người mà nhiều môn không tới đâu, nhưng mà họ lại có trong cái túi của họ có nhiều môn không tới đâu đó, thì nó vẫn chính là cái nghề mà tech art và TATD đây. Đó, nghĩa như là mình không nhất thiết phải master một món, và họ cần những cái người như mình. Ok. Rồi. Rồi thì mình nói về cái lộ trình phát triển này, và các bạn hiểu là nó không cần theo thứ tự 1 2 3. Nhưng mà nó là những cái điều rất là cần, gần như là nó sẽ các bạn pick up một trong mấy cái nào cũng ok hết. Okay. Thì là cái phần lộ trình phát triển của mình sau cái này chắc là mình nhờ Sơn để anh Sơn anh muốn nói với các bạn về tầm quan trọng của cái chuyện như là nó là một trong những cái hướng mà các bạn có thể chọn để mà nhảy vô, để mà có thể start với lại cái hành trình tech art đó. Thì chắc là nhờ nhờ em khai triển ha, những cái từng cái point này một xíu thôi. Anh ngắt clip ở đây.